Rồi bây giờ xin mời khăn giấy cho Lâm lau miệng đi. Không, em không lau đó là lớp makeup của em đó. Đó đỉnh khối của em đó. Không phải cái gì đâu. Khối này kỳ lắm. Khối mỏ em. Ta khối chặt mặt của em chặt cái mỏ. Con dưới ướt không trai? Nè coi dính làm dính luôn nè. Được nhiều. Có nè nè coi nè. Thách gió đâu có thổi được cái giấy này. Anh rớt cái càm em càm giả. Anh thấy không? Anh thấy nó kẹo đến nỗi như vậy không anh? Sao anh không dám nhìn vào mặt em vậy? Giống Dubai à? Em có bệnh được không anh? Xem sớm nhất giấc mơ của mẹ trên Vion lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Ngủ luôn kìa, ngất liệu lắm, camera ngất liệu. Vậy nè, vậy nè. Ngủ luôn. Ghé nhà thân cuối lên vỗ gì đó. Ngủ luôn, nhắm mắt cho ta quay đi. Không bạc đầu luôn. Nhắm mắt đi, đó đúng rồi. Ngắn liệu vậy vậy. Ây da. Ổng là mới 18 tuổi thôi đó, mày đi quay cái bạc đầu á. 18 đó, chưa đó, giờ già đi 45 tuổi đó. Nghe Thành không nhớ tên ekip cho mọi người. Sao không nhớ được. Ê ông Thành nè à. Ông Thịnh nè à. Ông này tôi không nhớ. Biết rồi. Không nhớ đâu. 100 mấy chục con người. Để nhớ mọi người dễ lắm. Lấy cái tên gắn cái biệt danh gì đó vô. Ví dụ như là. Nhưng mà bắt là họ tên luôn mà. Đâu, Thành He nè. Nhớ vậy là dễ nhớ. Thành He là Thành gì? Anh quay phim này. Đất ngay. Gia 18. Gia 18. Tội nghiệp, ông quay phim mặt xanh lè rồi nè. Nè ông này nè. Trời ơi. Chào ông ăn đi, cho ông ăn đi. Sao xanh lè vậy? Ông ăn chưa làm? Dạ xin lỗi anh, mấy anh quay phim thì thật sự ăn đi. Mấy ông này, mấy ông quay phim được ăn chưa? Cho mấy anh quay phim ăn đi biên tập. Cho tụi anh ăn đi em ơi, tụi anh thắng mà. Ăn gì mà em. Ăn gì? Anh lộn không? Cho tôi mặc ấy vậy. Mặn xanh, mặn xanh lè. Xanh, xanh luôn đó. Xanh lắm rồi, đói lắm rồi đúng không? Đói là sao? Nè, uống miếng thuốc bao tử không? Ờ, PCI em cho uống miếng đi. Đây nè con ơi. Làm việc mấy anh. Ôi hàng cây xinh lắm. Chú đòi đâu phải học trò đâu. Chú đòi đâu phải học trò đâu. Chú đòi đâu phải học trò đâu. Chú đòi đâu phải hát bài. Đoàn quân bước trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa. Mẹ ơi hãy yên lòng dù bao gian lao ngày tháng. Sao nữa nè? Ủa xong rồi rồi. Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Lắng nghe tiếng của mẹ hiền. Ngày đêm dán bước con thành công. Đúng rồi, chương trình mới có từ cho đi gọi đầu. Rồi, bây giờ mọi người ăn sáng đi ạ. Túm đại ông này. Hả? Alo, ăn được bánh mì đó hả? Cái ổ bánh mì của người ta, ổng cũng dành rồi. Bây giờ cái mặt của ổng nó tái cho mặt mày vậy. Cũng không cho người ta một miếng nào hết. Anh mọi người ăn thấy ngon hay không? Hả? Lấy của người ta, dành của người ta. Ngày xưa, ngày xưa. Ủa sao toàn là mấy ông mập ăn không? Ông ổ, ông không được ăn vậy trời. Cho ổ mặc ổ đi, đá cho mặt anh mày. Anh Gia có tôi chưa? Bánh mì, anh Gia. Đây, em cầm giùm cho, em cầm giùm cho, được lắm. Ủa? Ê, cái ông này anh xanh mặt mình xin đồ cho ổng nhớ không? Trời ơi. Em còn thêm bơm nước cho anh nữa. Được không rồi ạ? Thiệt á, tôi dán cho ông xanh mặt đến cuối chương trình nha, nha. Quá trời cái nết. Anh. Đưa đây em quay cho. Lên em rồi đi. Mình giữ tổng giá mình không, tại sao mình hết. Thôi chúng ta nên nhớ các anh quay phim không có lỗi. Đúng, lỗi là biên tập. Đi với mọi người đi chứ. Để cho hình đi vui. Quá trời thoải mái, anh nói rồi, lấy cái này là ngon nhất. Ba da đi da. Da da đi da. Rửa tay mới vui nè. Rửa tay nè. Trời ơi, rửa tay. Rửa tay nè, hay quá. Ok quá trời. Thôi lên xe. Thôi lên xe. Thôi lên xe. Thôi. Lên xe.
Thôi mà anh em không à, đi. Đi, lên xe. Đi, lẹ. Đi, anh em lên xe. Ủa sao vậy? Anh em mình đi thoải mái lắm mà sao? Sao mắc cười vậy? Đây nè. Rồi đó, ok ha. Hả? Anh rửa rồi. Khổ ghê. Mỗi lần anh em mình lên xe là cực nhất luôn á, cực nhất mấy đội luôn á. Nè, 2, 3 chuyện phải lên trước nè, 2, đi. Có rồi. Mày đưa cho ông Huy. Có, em đưa luôn rồi. Rồi, C. Hiếu ơi, Hiếu, anh có quà cho em nè, Hiếu ơi. Hiếu ơi, Hiếu, nhanh lên. Cắn đi. Có rồi. Mày đưa cho ông Huy. Có, em đưa luôn rồi. Rồi, C. Hả? Mặn hết rồi. Chúng tôi tính hết rồi. Làm sao được? Ngửa ổ vô miệng luôn á. Còn ngửa ổ vô miệng nha em. Chuồng tội đi chứ, sáng quá. Sáng mà trông tôi quá. Thôi được anh em à. Cắp tay đủ rượu lên. Thở đi. Chưa bao giờ. Cháu gì mà khổ cực vậy em ơi. Ba mẹ có bỏ đói bữa nào nữa lắm ơi. Sao chồng mình nói như vậy? Nó mới rồi thôi, nó không nói hết. Nghe được nghẹn á. Giấu anh gì? Cái này biết không vậy? Nó lội cái này. Điểm tránh số 6. Ủa tại sao là điểm tránh ta? Tức là không giao nhau. Đây, chúng ta hiện tại đang đến một cái nơi mà nước xung quanh rất là nhiều. Hồ hả anh? Không, anh nghĩ đây chắc đập thủy điện á. Dạ, chào anh à. Đúng không? Dạ. Xung quanh mà nước rất là nhiều lớn cỡ này chỉ có đập thủy điện thôi. Đâu sao anh thấy nước lớn đâu? Hai bên luôn em nè, nãy ngồi trên xe thấy đó. Ồ. Xung quanh đang trồng cà phê nè. Thú vị, chúng tôi chỉ mới có muốn bốn một củ khoai lang thôi mà nãy giờ vận động hơi nhiều rồi. Hả? Hơi mệt rồi đó. Cà phê nhìn vậy cực lắm nha mọi người. Sao vậy? Cái mùa mà nó rớt giá là à, là người ta để im cho nó tự chín tự rụng bỏ luôn á. Dẹp luôn. Là do những người mà chủ cà phê như Ngô Kiến Quy đó. Tại biết sao? Ép giá người ta. Bây giờ em thu hoạch em bán em lỗ tiền công. Hả? Em là cho xuống dâm em bán thu hoạch cà phê rất là cao giá nha, để ủng hộ nông dân nha. Ủa anh, chứ không có thu hoạch rồi bắt đầu mình bỏ kho mình cất để chừng nào có giá. Sao được? Bây giờ anh hỏi em mua cà phê về em cà phê về em không pha em uống thì bao nhiêu lâu nó sẽ bị bay cái mùi. Ờ. Chất lượng nó xuống, giá cũng vậy. Ủa? Trời ơi, cái chấm nè, Cho chú trái đi. Cho chú đi mấy trái con. Lựa trái, lựa trái tím nha. Mọi người ơi, cây chăm này rất nhiều trái mọi người. Hết hồn luôn á. Ủa con hả, con bỏ. Coi chừng nha. Cho chú mấy trái con. Đói quá, chú đói quá con. Tèo tèo đi chú mấy trái tèo. Đúng rồi, lấy nguyên cành vậy đó con. Thả xuống. Nè, ăn xong cái lưỡi vui lắm. Thả xuống. Hay quá Tèo ơi, cảm ơn con. Cảm ơn con nha. Tèo là em của Tèo kia, là gọi Tèo em á. Chăm này chăm rừng luôn anh ha. Rừng á. Ăn được cái này không? Chưa, em chưa ăn bao giờ. Không biết rồi đâu rồi ơi. Trái tím, trái tím, trái tím, càng tím càng ngọt. Tím chứ phải đen hả anh? À, đen chứ, càng đen càng ngọt. Đỡ. Chăm rừng ăn xong có lưỡi vui lắm. Như lưỡi ma vậy á. Cái này cây chăm rừng luôn á. À, ngon không ngon không mọi người? Ở nhà anh cũng có cây mới ra trái. Nhưng mà phải giò giò nha, ăn là phải giò giò nhẹ.
Cảm ơn chị Tèo. Ê, chơi chú với con con. Rồi, hai rồi, cảm ơn. Rồi. Tại trái này bự hơn, trái này bự hơn. Ăn anh em ơi. Ngon quá. Cái vị nó khác hồi xưa bán cổng trường mình anh. Ừ. Cổng trường. Sao em ăn chát chát ta? Phải giò em. Bây giờ giò nhẹ mày nè. Giò ai xuống anh vậy? Không đây nè, xuống giò. Thôi cái đụng tàu anh ăn giò mới ăn giò. Không anh ăn phải giò nè, giò nhẹ nhẹ. Anh lộn bon bon rồi đó. Hồng Quân nữa. Hồng Quân. Vừa thấy không? Ăn cái trái cái tâm rừng xong là cái miệng sẽ đẹp. Đây lặng qua. Bazana. Tinh túy từ đại ngàn, Bazana. À, cô gái nấu cơm. Quá trời đất rồi. Hello anh. Dạ, hello mọi người. Ý gì? Hello, hai người đang hôn nhau, ý gì? Có hai người hôn nhau. Chào bác. Ồ, con đất đầy sao. Không đi vào trong. Ê, né, Hiếu ơi, bên trái phù hợp. Phải hiếu. Phải không? Ừ, đúng rồi. Yo! Dễ khen thôi! Rồi. Chín mời! Wow! Xem! Anh em! Vô! Dạ, vô ạ. Chín! Hết nha! Hôm nay cùng về! Vô! Vô! Không có gì quên ơi! Anh trời ơi! Hôm nay lại xây nữa rồi! Ai quá! Vô! Lại kìa! Lại kìa! Cứ kìa uống đi nè, anh xin nhắc nhẹ một cái. Ở đây xa bệnh viện lắm. Vậy đó. Uống lên nước tay. Dạ không. Hả? Uống đi em, thử. Hả? Em. À. Em ăn rau câu rồi. Uống thử của nhau không? Không ạ, không uống thử của nhau ạ. Phần này uống ạ. Rồi bây giờ xin mời khăn giấy cho Lâm lau miệng đi. Không, em không lau đó là lớp mặt cúp của em đó. Đó đánh khối của em đó. Không phải cái gì đâu. Khối này kỳ lắm. Khối mỏ em. Ta khối chặt mặt còn em chặt cái mỏ. Con dưới ướt không trai? Nè coi dính, làm dính luôn nè. Được nhiều. Có nè coi nè. Thách gió đâu có thể thổi được cái giấy này. Anh rớt cái càm em càm giả. Anh thấy không? Anh thấy nó kẹo đến nỗi như vậy không anh? Sao anh không dám nhìn vào mặt em vậy? Giống Dubai à? Em có bệnh được không anh? Ừ. Chúng tôi có mời đến đây hai bạn chuyên gia, những người rất là rành về cà phê, và các bạn sẽ giới thiệu lại cho các bạn biết về cái quy trình pha cà phê, một số cái cách thưởng thức cà phê. Trời, lạnh cái lưng quá. Đâu có lạnh gì đâu. Trời, mà cái con nó xui thiệt ta. Ừ, con nó xui với nha. Ví dụ như là mình bán một cái ký mà đã rang xay rồi á. Dạ. Là bao nhiêu thì tiền? Có Robusta 160.000. 160.000 là Robusta Honey 100% ngoài chín. Ví dụ, dạ. Biết rồi Honey thì nó sẽ mắc hơn cái kia. Dạ. Chứ không lấy là đại trà đúng không? Dạ. Tại vì bên em chỉ làm cái hàng chất lượng cao thôi, còn hàng thô là em không có. Nói vô được cái bước bắt đầu quá. Đã bị sai hơi, đang trốn dáng rồi cứ bước một ký mình ước lượng mình pha được bao nhiêu ly ạ? Pha phin được 40 đến 45 ly. Vậy mà một ly thành là một ký luôn. Bán một ly giá một ký. Ăn uống cái gì vậy? Bán gì bán kỳ một vậy? Ly giá một ký. Trời ơi. Gian thương. Chi phí mặt bằng nhân viên barista rồi ly nước. Đúng rồi, mặt bằng của Nguyên một tháng 10.000 đô. Đúng rồi. Trời ơi. Cảm ơn mà hai anh chị đã cho tôi biết thêm về cà phê. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Xem sớm nhất Giấc mơ của mẹ trên VOn lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.